Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ráp một cái thùng máy cơ bản nhất luôn các bạn, game như LOL, CSGO hay là GTA 5 hoặc là PUBG bản PC luôn các bạn. Máy này gọi là bộ máy quốc dân. Rồi, thì đầu tiên là cái mainboard Asus H61ME các bạn ha. Mấy bạn thấy cái main này thì cũng giống như cái Gigabyte H61 và DS2 vậy các bạn. Thì các bạn biết là từ đời H61 là cái cổng những cái bản mà giống như Max Option hay những cái bản Main Pro của cái dòng H61 này thì nó mới có cái UB 3.0 với lại SATA 3 các bạn. Còn cái bản mà H61 phổ thông là chưa có cổng đó. Thì đây các bạn thấy vị trí gắn CPU đây. Hôm nay là mình sẽ dùng con CPU Core i5-3470 các bạn. Con này là xung 3.2GHz, 4 core 4 luồng. Rồi, về cơ bản main Asus H61 như thế này, các bạn thấy là có hai cổng BS2 truyền thống để gắn phím chuột đây, một cổng VGA xuất hình, 4 cổng UB 2.0, cổng audio và ha, lên này, cạc mạng. Thì các bạn thấy là chưa có cổng UB 3.0 nào hết. Rồi, khe thì các bạn sẽ thấy có một cái khe PCIe 16 bit để gắn VGA các bạn, hai khe PCIe 1 bit, để chúng ta gắn thêm cạc mạng, cạc wifi, và tất nhiên là cái cạc đó cũng phải là chuẩn PCIe 1 bit nha các bạn ha. Này, thì main này thì có 2 RAM này các bạn. Rồi, các bạn thấy luôn là trên cổng SATA này vẫn chưa có SATA 3 các bạn, vẫn là SATA 2 thôi các bạn ha. Còn ví dụ như là đây các bạn thấy là ghi là SATA 3 ghi 1 nè. Rồi SATA 3 ghi 2, 3, 4. Đó. Tức là chỉ là SATA 2 các bạn. Thì các bạn biết là SATA 2 nó là chuẩn 3GB thì nó khi mà các bạn gắn cái ổ SSD vô thì các bạn ví dụ như cái thông số kỹ thuật của DKIMAX này là đọc 500m/giây, thì khi bạn gắn vô cái main H61 này thì nó chỉ chạy ở tốc là 280-290m/giây đó các bạn. Coi như sử dụng mới có hơn một nửa cái tốc của cái SSD này. Tuy nhiên cái đó cũng không phải là quá quan trọng nha các bạn. Mình những cái máy cơ bản như thế này thì gắn SSD vô nó cũng đã tăng cái sức tới tốc độ truy xuất dữ liệu như là load win cũng như chúng ta chạy các phần mềm game rồi các bạn. Rồi, thì cái main này thì hiện tại thị trường thì các bạn biết là giá nó ở cái mức quanh quẩn khoảng 500.000 đồng. Con CPU Core i5-3470 các bạn, giá hiện tại trên thị trường nó ở mức 600.000 thôi các bạn. Rồi RAM thì các bạn có thể gắn 1 cây hoặc 2 cây. Ở đây là mình có 2 cây kinh tông 8GB các bạn, 8GB nhân 2 là 16GB. Thì RAM 8GB bây giờ hiện tại thì chỉ có 400.000 một cây thôi các bạn, 2 cây về có 800.000 thôi. Nếu mà các bạn mà kinh phí chưa đủ các bạn có thể mua trước 1 cây 8GB thôi cũng được. Bữa nào mình up thêm. Rồi, đây là mấy cái kết nối mình nói trước luôn. Đây là cái cổng cắm nguồn chân nguồn 24 pin nữa các bạn. Chân nguồn CPU 4 pin. AFG là cái vị trí này chúng ta sẽ gắn cái jack audio phía trước các bạn. Đó là hai cái jack này nè, nó sẽ có con dây truyền vô. Rồi. Đây có tới là 3 cái jack để kết nối UB lên phía trước các bạn. Là hai cổng này đây. Thì nó sẽ có con dây để truyền vô, thì mình chỉ dùng một trong ba cổng này thôi. Một trong ba cổng này. Đây, đây là vị trí chúng ta gắn là on off reset, HDD LED với lại overlay các bạn. Các bạn thấy đây có một cái chân nó bị thiếu nè. Thì hai cái chân ở trên kế cái chân thiếu đó sẽ là hai chân power. Đây bạn, đây nè. Hai chân này là hai chân power, ở dưới nó là sẽ hai chân reset, hai chân bìa ở trên cùng ở trên đây là hai chân của đèn HD LED, power LED các bạn, còn hai chân dưới là đèn HDD LED. Và cái chân cộng nó sẽ nằm ở vị trí rìa bên đây, rìa bên tay trái mình ha. Cái men này nó ra đời đâu thì từ 2013 nữa các bạn. 2013. Rồi, mình sẽ dùng một cái ổ SSD để chứa Windows với lại game trong đây các bạn. Ổ này là ổ 240GB. Giá thị trường hiện tại ở mức khoảng 700.000 đồng các bạn. Không mới phải 3 năm. Bạn nào mà có dữ liệu nhiều thì chúng ta có thể gắn thêm một cái ổ cứng. Ổ cứng 250, 500 hay là 1T, 2T gì đó tùy theo cái nhu cầu lưu trữ của mình. Thì hôm nay mình không có cần lưu trữ gì nhiều nên mình sẽ không có gắn cái ổ cứng này các bạn ha. Ổ cứng bây giờ giá rất là rẻ thôi các bạn. Rồi, đây là cái không thể thiếu đối với các bạn mà chơi game. Đây, con này là con Palit GTX 750T các bạn. Cái cạc nghe rất là quen thuộc mà ha.
ở phân khúc máy gọi là game giá rẻ. Thì cái tiếp 750T này có thể đáp ứng cho các bạn là chơi Vivo cái FIFA 14 nè, LOL nè, rồi PUBG, Lasting nè các bạn, rồi GTA 5 vân vân. Đó. Thì cái con GTX 750T các bạn, nó có cái một số cái bản là nó sẽ có cái đầu nguồn phụ nữa. Còn cái con này thì nó không có đầu nguồn phụ 6 pin các bạn ha. Đó. Một số bạn thì có thể dùng thêm một cái cạc khác là bên cái hãng gọi là đỏ đó bạn, trâu đỏ đó, gọi là Radeon. Con này là Sapphire RX470 bản 4G các bạn. Con RX470 này cũng khá là mạnh các bạn ha. Và đặc biệt đó là bây giờ thì Vega trâu xả rất là nhiều các bạn và giá rất là rẻ luôn. Ví dụ như cái con Sapphire này các bạn. Về cơ bản là nó thấy mạnh hơn con 750T này rồi đó. Con này là bản 4G luôn các bạn và GPU cũng rất là mạnh. Mà giá là rẻ hơn 750T đó các bạn. 750T này bây giờ mua là phải 900.000. Từ 800.000 tới 900.000 các bạn, tùy theo độ đẹp rồi thời gian bảo hành của một cái cửa hàng bảo hành cho mình. Còn cái con RX này là bắt đầu từ 700.000. Làm ra có thể mua được con này rồi. Tất nhiên nó sẽ có thể là nó xấu hơn con này chút xíu mà. Con này thì còn rất là đẹp rồi. Thì tất nhiên con RX này nó nóng hơn, nó hao điện hơn xíu. Nhưng được cái là giá rẻ nè các bạn. Sức mạnh cho game rất là tốt nè. Nó mạnh hơn con 750T luôn các bạn. Rồi giá rẻ, nó hao điện và nóng hơn chút thôi. Đó, thì tùy theo bạn nào thích thì chúng ta có thể build theo hướng như vậy ha. Về cơ bản thì mình có thể nói là hai con này về giá mình mua thì nó thể xem nhau. Thì con này mạnh hơn. Thì tùy theo sở thích của các bạn thôi ha. Riêng mình thì mình vẫn thích 750T thôi. Mát mẻ, độ bền ổn định cao. Rất quan trọng luôn đó là cái nguồn. Thì đối với GTX 750T các bạn, chạy với con CPU 5350 3470 này á, thì cái nguồn ACPU hay cooler master hay là một cái nguồn công suất thực các bạn, 300W trở lên là đã dư sức cho nó rồi, rất là thoải mái luôn đó các bạn. Kể cả các bạn có gắn thêm 5-7 đèn LED hay 8 đèn LED thì cũng vậy thôi, cái fan LED đó các bạn. Tuy nhiên thí dụ như bạn nào mà dùng cái card RX á, Ubuntu AMD thì các bạn phải mua cái nguồn khoảng, ví dụ dùng con RX 470 á là mấy bạn phải dùng cái nguồn 450W trở lên. Tất nhiên là nguồn xác thực chứ không phải là nguồn non-name nha các bạn. Chính vì vậy thì hôm nay mình sẽ build cái con nguồn là 500W để dự phòng cho bạn nào mà có thể chuyển qua card RX mà chúng ta không phải thay thế nguồn nữa. Cái khay thì dùng cái khay rất bình thường các bạn ha. Cái này hiện tại thị trường bán khoảng 500.000 các bạn. Nó có hai cái fan LED phía trước, cái một fan LED phía sau hút gió ra ngoài. Form nhỏ gọn ha. Mica phía trước và mica bên hông. Rồi rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ lắp nó lại các bạn ha. Tiếp theo á, đây là hai cái fan của con CPU. Fan này là cái tốc zin dành cho cái tảng zin dành cho cái con CPU G các bạn, Phantom G với lại cái con Core i3 là sử dụng cái fan nhôm này. Còn cái fan mà bạn thấy có cái lỗi đồng á thì nó sẽ dành cho i5 7 7. Thì hôm nay mình dùng con i5 thì mình sẽ dùng cái fan này. Thực sự bạn dùng cái fan này cũng được nhưng mà nó hơi nóng hơn xíu, một xíu thôi, không nhiều lắm đâu các bạn. Ngoài ra thì các bạn nào thích á, chúng ta vẫn có thể đầu tư thêm một số cái fan, ví dụ như là các bạn thấy là mấy cái fan phát nè đó, T400i rồi Zeman Mobile, mấy cái fan tháp mà ha, thì nó mát hơn, nhìn nó cũng hầm hố hơn và đặc biệt là rất mát mẻ cho CPU khi chúng ta chơi game. Mình hôm nay thì mình gắn một cái tảng zin bình thường giống như cái máy mà trên thị trường hay ráp bán cho các bạn ha. Đầu tiên là mình gắn ram thôi các bạn ha. Các bạn thấy ram thì nó có cái rãnh ngắn rãnh dài đây nè, rất là dễ ha các bạn ha. Cái ram như vậy thì đầu tiên là các bạn bật hai cái chốt này ra, bật cái dấu này ra cho nó ngửa ra, đó mình đặt cái ram xuống vô khe các bạn ha. Rồi các bạn ấn xuống đó thì hai cái chốt này sẽ tự động nó móp lại để nó giữ thanh ram mà ha. Rồi tiếp tục với thanh ram thứ hai đó. Như vậy là mình đã gắn ram xong rồi các bạn, rất là đơn giản ha. CPU thì các bạn thấy cũng đơn giản thôi. Đây thì khi thao tác CPU các bạn lưu ý hết sức cẩn thận mà, tại cái chân CPU này rất là mảnh ha, nó bị cong cái thì sẽ ảnh hưởng làm cho máy không lên, nguy rất là nguy hiểm, có khi là chết men luôn các bạn, không chạy được nữa. Thì các bạn thấy là trên CPU nó sẽ có hai cái rãnh, đây nó có rãnh khuyết này, hai rãnh hai bên các bạn, thì ở trên cái socket nó cũng vậy, nó có hai cái chốt nhựa để chặn lại đây. Thì các bạn đặt xuống cho đúng vị trí thôi. Rồi sau đó chúng ta ốp cái nắp này lại, giữ nhẹ này lại, sau đó chúng ta cạy này xuống.
và cái cần này các bạn sẽ gài xuống dưới cái miếng thép này à, à, đây, à, à. Đó, vậy là xong rồi các bạn. Cái fan này à, các bạn thấy đây à, thì à, ví dụ như bạn thấy là cái chân cắm fan Cebu nè các bạn, Cebu fan nè đang nằm ở vị trí trên này, thì mình sẽ quay quẹt lên hướng về luôn à, để cái này mình vòng đây mình cắm đây cho nó gọn gàng à, cái này nó nghịch, cái này không sao các bạn, nó không vấn đề gì. Rồi các bạn thấy ở đây nè, nè nó có cái mũi tên nè các bạn, thì chúng ta sẽ xây ra mũi tên nó hướng ra hết nè, ví dụ như này nó đang hướng vô nè, mình sẽ xây cho nó hướng ra à, cả bốn chân như nhau mà ha. Rồi chúng ta lật lên chúng ta coi á, à, cái này hai cái chân, hai cái dốc nhựa này nè, nó có sát vô nhau không, nó có hiếp vô không, hay là nó tè ra thì các bạn phải bóp cho nó sát vô lại, thấy vô lại à. Và đây là vị trí sẵn sàng để chúng ta gắn vô nè các bạn. Khi mà các bạn gắn vô á là các bạn sẽ ấn này xuống đó, bạn nghe cái tách một cái đó là cái chốt nhựa này nó sẽ được gài vô cái chốt nhựa trắng ở dưới nè các bạn, và nó đồng thời á nó sẽ trồi cái này ra để nó làm cho hai cái miếng nhựa này nó dạt ra à, mà nó gài xuống cái lỗ của cái main bo các bạn đó. Như vậy ha, là bây giờ mình bỏ xuống, mà tất nhiên là cái khi mình gắn fan vô mình sao một cái đã nhiệt các bạn, ít hơn các bạn ha, đừng nhiều quá nó tràn ra ngoài socket. Hơi lem ra ngoài xíu nè, làm nó đi. Rồi anh nào kỹ hơn xíu nữa thì chúng ta có thể dùng cái miếng nhựa các bạn di ra cho nó đều vô bề mặt, khi mà mình ép cái fan này xuống thì nó cũng tự ép ra đều ra thôi các bạn, rất đơn giản ha. Rồi mình đặt xuống đó, và mình ngay vị trí góc mình đánh xuống đó, đánh xuống. Rồi mấy bạn cứ nhìn sau lưng nè, đó các bạn thấy không, bốn cái chân nhựa nè, 1, 2, 3, 4, thì mỗi một chân vậy nó sẽ có hai cái lá hai bên nè, nó mấy bạn thấy nó lọt xuống hết là được. Này sau đó là chúng ta sẽ ấn cái này xuống, đó nghe cái tắt các bạn ha. Rồi tiếp tục cái chân này đó, đó rồi bốn cách là xong à, rất là chắc chắn này các bạn ha. Này đó, rồi kia mấy chân khen lên đây. Rồi bây giờ chúng ta đắp vô khay nha các bạn. Rồi như vậy là các bạn sẽ để ý nè, các bạn thấy ở đây là có cái lỗ này ha, cái lỗ đây này, cái vị trí men nó sẽ bắt lên ốc đây nè các bạn, và ở trên đây nó sẽ không có cái lỗ nào nữa hết, như vậy là chúng ta sẽ không có chọt cái đầu nguồn 4 min lên cho spool được. Chính vì vậy bây giờ mình phải gắn cái nguồn vô trước các bạn, để mình lấy dây mình cho nó lòn dưới cái men các bạn ha, mình sẽ gắn cái nguồn vô trước nha. Khi mình ráp một cái máy mới á, thì trong cái khay sẽ cho mình cái bịch ốc nữa các bạn à, nó sẵn hết rồi, cũng rất là dễ để mình làm ha các bạn ha. Dạ, mình sẽ xé bịch ốc ra đó. Và ốc để mình dặn nguồn với độ cứng các bạn là nó sẽ bự như vậy, đây là những ốc bự vậy các bạn đó, bạn lưu ý nha. Rồi giờ mình sẽ đặt cái nguồn vô, các bạn thấy đây nó có những cái lỗ nè bạn, nó hút gió lên để cho lấy gió cho cái nguồn các bạn, thì các bạn sẽ đặt cái fan này xuống dưới à. Đây đó là mình gắn nguồn như vậy, bây giờ mình bắt ốc phía sau đây các bạn rồi bạn ốc vào 1, 2, 3, 4 con ốc. Bạn vặn vô đều đều xong rồi ông hãy siết chặt các bạn ha.
chứ đừng có siết thẳng là một con cứng chứ. À, đều vô hết. À, giờ em ta siết các loại chút. À. À, mình gắn cái gùi vô xong rồi. À, đây là cái nhóm dây. Nhóm dây gồm cổng USB 3.0 phía trước, à, cổng audio phía trước, à, cổng USB phía trước, à, cổng power on, power off và reset HDD LED các bạn ha. Cái máy này chưa có USB 3.0 rồi, nên cái cổng này là lát mình không có dùng nữa các bạn. Mấy máy đời sau có thì mình sẽ dùng, mình dùng lên. Rồi các bạn thấy á, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè. Đó thì chúng ta sẽ dặn mấy con ốc khay lên. Ốc này nó, này, nó có sẵn là 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6. Đó các bạn lưu ý ha. Rồi, trước khi mình gắn cái men bo vô thì mình sẽ gắn cái miếng cái này gọi là miếng phe các bạn, hay gọi là miếng sắt á. À, gắn lên. À, cái này nó quay ra ngoài các bạn ha. Gây ra sao máy. Rồi, đây mình đây là bước mình lưu ý đây. Đây là cái đầu 4 pin cộng 4 pin cho CPU. Thì đối với men HC4 mình thì chỉ dùng có một đầu thôi các bạn. Một số ngàn B75 này kia nọ thì nó sẽ dùng hai đầu luôn. Tức là đầu 8 pin CPU luôn. Bây giờ mình sẽ dùng một đầu thôi. Đó. Mình lo thế sao ha. Đó, mình lo ở đây, để trên đây sẵn các bạn. Bây giờ mình nhả xuống mình cho dễ làm các bạn ha. Bây giờ mình sẽ kết nối dây power nè, reset HDD LED và power LED là dây nguồn mà cho cái main board các bạn ha. Rồi, đây mình lòn cái dây 24 pin ra phía sau nó vòng lên trên đây. À. Đó. Vòng lên ngay vị trí này. Rồi mình kiếm nguồn ra các bạn. Ở đây nó có cái mấu này ha. Đây. Rồi, xong. Đây mình cho nó vô cái lỗ này các bạn. Đó. Dây này là cộng dây Rode Audio, gọi là dây Rode Audio. Thì các bạn thấy đơn giản lắm, nó có một cái chân bị thiếu ấy, ngay khuyết ngay chỗ này nè. Mình ghim cái trên đây nó cũng có khuyết một chân nè. Đó. Rồi, xong rồi. Bây giờ tới cái chân USB các bạn. Các bạn thấy nó cũng có 9 chân rồi mà khuyết chân đây. Thì cho đây vậy nó có một cái chân khuyết đây. Mình ghim vô là vừa thôi. Đã xong được cái dây Rode Audio với lại Rode USB các bạn. Rồi, phía trước ha. Rồi. Rồi, dòng lên. Đây, đây có hướng dẫn các bạn, mà giống như nãy mình nói ha. Đây dư đầu chân nè. Rồi, ở đây ngay chỗ cái chân thiếu nè các bạn thì kế nó là ở trên là hai chân trên này là hai chân power. Đây, ghi nè các bạn. Power SW. Để giờ. Thì hai chân bìa kế của hàng trên luôn nó sẽ là hai chân của power LED bạn, tức là đèn báo nguồn á. Đây, cái đèn power LED này các bạn cho cái power trừ nè. Và nó có sao cái chân power trừ, power cộng thì power cộng nó sẽ nằm hàng trên bên ngoài cùng. Và kế nó là chân power trừ.
Rồi tương tự với cái hàng dưới các bạn ha. Nút reset. Rồi. Hát led này nó cũng có led mà có một chân màu đỏ, một chân màu trắng, và chân màu đỏ sẽ quay ra bên ngoài. Dưới chân bộ. Rồi, vậy là xong. Rồi, đúng không? Đúng vậy, dễ thương ha. Rồi, thêm thử đúng đây ha. À, xong rồi, giờ mình gắn cận hình các bạn. Cận hình mình sẽ gắn vào cái khe này. Rồi, giờ mình sẽ bẻ hai cái nắp này để cho cận hình nó lú cái chân ra ngoài. Mình đang dặn cái miếng ốp phía sau ra. Để mình gắn cận hình, mình dặn ốp mà. Rồi, sẽ bẻ hai cái này. Do cái cạn màn hình của mình các bạn, nó chiếm mà 1-2 slot nó bị sai lần nên mình phải gẻ bẻ hai miếng ra. Rồi cạn hình này quá đơn giản rồi các bạn ha, cái này nó ém về xuống đây luôn đi, đó, cho nó gọn. Rồi mình ghim vô thôi. Vô bạn, khi mà vô á là cái đuôi này tự bật lên các bạn, nó gài cái đuôi cạn hình lại, nó không cho cạn hình nó bị rớt ra. Rồi sau đó mình bắt ốc ra. Như vậy là mình đã gắn xong cạn hình rồi đó các bạn. Dạ. Nhớ gọn dễ thương ha. Rồi, tiếp theo là cái SSD. Đối với khe này thì SSD nằm đây nè các bạn. Rồi, dùng vít nhỏ hơn. Đây, SSD mình sẽ bắt lên miếng này, sau đó mình gài vô đó nè các bạn. Phía dưới đây nè, sẽ có hai cái hộc. Để chúng ta có thể gắn được thêm hai ống kính phía dưới nè các bạn. Gắn vậy luôn cho đẹp không ạ? Mình dặn hai ốc vô cho cái đê vô đây ha. Gài xuống đây. Rồi, mình sẽ chuyển qua dùng ốc này mình dặn bằng tay lên cho thoải mái các bạn. Rồi, xong hết ở đây. Đồng nguồn SATA cho SSD các bạn và cộng cáp nữa là xong. Cái này là rất là dễ mà ha. Đây là cái đầu nguồn Vega 6 pin nữa các bạn, dành cho bạn nào gắn cái con RX470 hồi nãy đó, hay là những cái cặp màn hình mà đòi hỏi có cái cổng nguồn phụ này. Giờ mình không có dùng, mình ném nó vô đây thôi. Thời em ra đây ha, là mình chỉ cần một cái đầu cho cái SSD thôi. Rồi,
lấy một cọng cáp tín hiệu cho cái đó đen. Về cơ bản á, là cái đầu còn lại các bạn gắn lên men cổng SATA nào cũng được hết. Có SATA 3 thì ưu tiên vô cổng SATA 3, còn men này không có SATA 3 thì gắn vô cổng SATA 2. Thì nhưng mà ưu tiên nhất là bạn nên gắn vô SATA 0 nha các bạn, để nó thứ tự nó ưu tiên boot Windows ổ này lên đầu tiên luôn. Đó cho nó nha. Tới ưu chút. Rồi gắn cái cận hình vô xong là nó muốn hết thấy cái chỗ gắn luôn các bạn. Đây cổng nằm dưới đây. Đấy. Mình phải đổi con cáp khác các bạn, nó có cái đầu này mình cho nó bẻ cái cáp nằm sát xuống men à, mình đúng cái này ra bỏ cắt lại ha. Rồi gắn cái đây coi như là xong rồi các bạn ha. Để dây chút xíu mình sẽ bó lại sao cho nó gọn gàng ha. Đây, bây giờ mình sẽ chuyển ra cái phía sau. Đây. Bây giờ mình có thể ốp cái miếng này lại được rồi các bạn. Rồi, đây là phía sau đây các bạn. Rồi, cái cổng này là mình không có dùng rồi. Rồi nhét nó vô đây luôn. Dây là mình bó lại cho nó gọn gàng rồi ha. Đây là ba cái đầu quạt nè các bạn. Cái đầu cho ba cái fan đó các bạn ha. À, để mình xếp nó lên nha. Đây là cái fan phía sau nè. Rồi, giờ mình cắt nguồn cho nó. Thêm một cọng ngay đây nữa là được rồi. Cũng vừa phải đây, mốt còn tháo ra nó vô cho nó dễ. Cắt cái mấy này cho nó gọn lại. Rồi xong, giờ mình ốp cái nắp bên hai không là lại các bạn ha. Cái video bao nhiêu tiền?
Rồi, như vậy là mình đã build xong cái thùng máy coi 53470 nữa các bạn. À, RAM 16GB ha các bạn ha. À, đang chạy Windows 10 Pro. Rồi, cái ổ SSD là KingMax 240GB nữa các bạn. À, cạc hình là GTX 750T bản 2GB ha. Rồi. À, các bạn có thắc mắc gì đó vui lòng mà comment bên dưới ha, mình sẽ cố gắng giải đáp sớm nhất có thể. À, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. À, các bạn vui lòng sub like để ủng hộ kênh của mình ha. Anh chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. À, chúc cuối tuần vui vẻ.